thương những chàng trai của chúng ta. Và bây giờ tôi, Sako Bỉ Sữa đang có mặt ngoài đường. Và ngay lúc này đây là không khí bên ngoài sân vận động Mỹ Đình. Con phố Lê Đức Thọ hướng lên phía phố Xuân Thủy. Xuân Thủy. Chúng tôi đang có mặt tại khu vực Mai Dịch, chuẩn bị đi lên phố. Lúc này dòng người đã đổ ra đường một cách hết sức đông rồi ạ. Dường như tất cả cổ động viên chỉ chờ có vậy, chờ đợi cái khoảnh khắc này và đổ ra đường. Và rất may mắn ngày hôm nay tôi cũng gặp được một người Em chào. Một người bạn đã đồng lòng sẵn sàng chở tôi đi. Không khí chưa bao giờ náo nhiệt hơn đến thế các bạn ạ. Rất đông các cổ động viên Việt Nam đã bắt đầu tụ tập và đổ ra đường rồi. Anh em chào biết đi, biết. Ngay khi từ sân vận động Mỹ Đình ra thì chúng tôi đã cùng hòa kịp thời, hòa cùng với dòng người. Dòng người từ các huyện lỵ đang bắt đầu đổ lên phố. Một niềm vui Việt Nam chiến thắng. Khắp hai bên đường người dân cũng đã đổ ra đường dập bóng cờ hoa rồi. Đây là xung quanh hai bên đường ạ. Vâng, ngày hôm nay sẽ là một đêm vất vả cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Quả thực sẽ là một ngày vất vả cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Lúc này con phố Xuân Thủy, con phố Xuân Thủy ngoài rất là đông đúc các bạn. Bạn sinh viên đổ ra đường dập bóng cờ hoa. Các bạn đừng quên chia sẻ khoảnh khắc này. Tôi muốn các bạn mỗi người một chia sẻ. Hãy chia sẻ moment này vì đây là cái khoảnh khắc rất là đẹp của bóng đá Việt Nam, của niềm vui Việt Nam. Một lần nữa chúng ta lại có mặt trong trận chung kết của AFF Cup. Trên à? Hãy cùng tôi chia sẻ cái video này để ghi lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam. Bạn ơi, bạn chào biết rồi, biết này. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho Sako nhá. Hãy chia sẻ video này và gọi bạn bè của các bạn vào đây cùng nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng này cùng với chúng tôi được không ạ?
đám giả bóng cờ hoa rất đông, các cổ động viên đã đổ ra đây. Việt Nam vô địch, vô địch. Rất đông các em sinh viên. Chúng ta vào đến đây là chắc chắn là vô địch rồi anh em ơi. Malaysia mũi mà.
khắp đường phố, ai cũng hoan hỉ, ai cũng vui mừng. Bất cứ khi nào chúng ta chiến thắng, các bạn đều có thể ra đường. Chẳng có lý gì mà chiến thắng chúng ta lại không đi ăn mừng cả, dù chỉ là một chiến thắng trong khu vực thôi các bạn ạ.
lên chút rồi. Chúng ta vào được chung kết AFF Cup.
xinh đẹp, nhưng mà họ không đi một mình các bạn ạ. Họ luôn có cặp lồng đi kèm. Tôi nhìn thấy bóng lồng xinh đẹp nào cũng có người đi kèm rồi. Chiều buồn. Không sảnh ra bóng nào cả. Sảnh ra bóng nào đây, là các chiến sĩ ở đây, có rất nhiều chiến sĩ đi mình đã hốt lên. Vâng, bây giờ mới là 10 giờ tối và không khí lúc này tại con phố Cầu Giấy, từ chúng tôi chuẩn bị bước vào con phố Kim Mã, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông và cái việc mà đi lên phố thì hiện giờ đang rất khó khăn. Có lẽ là tôi sẽ gặp các bạn ở trên phố. Quý vị sợ tắt loa vậy? Vâng. Tắt loa đi ạ. Một vài bóng hồng để có thể gửi đến các bạn những hình ảnh chân thực nhất của cái ngày đi bão hôm nay. Mừng chưa, mừng chưa, mừng chưa, mừng chưa, rất mừng rồi đấy, nhìn mặt ai cũng rất là hoan hỉ, như kiểu là vừa kiếm được bạc tỷ chứ không. Đây chỉ là niềm vui bóng đá đơn thuần của những người dân Việt Nam khi đội tuyển chúng ta giành chiến thắng thôi. Chỉ có niềm vui bóng đá mới khiến tất cả mọi người như thế này các bạn ạ. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nở một nụ cười. Gặp gỡ là bắt tay, cái không khí này chỉ có bóng đá mới đem lại thôi. Tất cả chẳng cần biết quen hay không này. Tôi đang di chuyển lên trên phố. Lúc này Hà Nội đã về khuya nhưng mà mọi người dường như là không có dấu hiệu buồn ngủ. Bây giờ 10 giờ khuya rồi, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông các bạn ạ. Các bạn đừng quên chia sẻ cái video này về tường các bạn, để những cái năm sau chúng ta cùng nhắc để nhớ đến một trong những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam, đúng không ạ? Với những cái video này thì các bạn đừng tiếc một share để chia sẻ không khí này cùng với BTN và tất cả mọi người dân Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc. Vâng, những cái bóng hồng. Những cái bóng hồng đã có cặp lồng đi cùng rồi các bạn ạ. Những cái bóng hồng ngày hôm nay không có đơn côi. Và đây tôi đã nhìn thấy hai bóng hồng đơn côi như là một bóng hồng đi cùng mẹ các bạn ạ. Những cái bóng hồng ngày hôm nay không đi một mình, những cái bóng hồng ngày hôm nay đã có cặp lồng xách theo các bạn đấy. Bóng hồng nào cũng phải cắp một cặp lồng đây này. Thu được ra đây là ra phố này. Anh em đừng quên chia sẻ. À vâng, bây giờ tôi đã phát hiện ra ba bóng hồng đi một mình, ba bóng hồng đơn côi. Các em đến từ đâu? Úi dồi ôi, trông mặt kìa các bạn ơi, thật là beautiful. Tí phun các bạn ạ, beautiful đến mức tí phun. Các bạn đừng quên chia sẻ cái video này về tường các bạn, để chúng ta nhớ được cái kỷ niệm của ngày hôm nay, kỷ niệm của ngày Việt Nam giành chiến thắng. Và chúng ta đã đặt chân vào chung kết rồi các bạn ơi. Điều đấy rất là tuyệt vời. Vâng, lại một bóng hồng có cặp lồng khác. Các bóng hồng ngày hôm nay không đi một mình, cậu hồng luôn luôn có cặp lồng đi cùng. Trào lưu bóng hồng xách theo cặp lồng đi bão ngày hôm nay tôi thấy là một trào lưu rất điển hình trong giới đi bão ngày hôm nay.
ơi chia sẻ cái video này về tường các bạn để tôi có thể chuyển cho các bạn những cái moment. Để tôi có thể chuyển cho các bạn những khoảnh khắc chân thực nhất. Lại một bóng hồng nữa, sách cặp lồng lên cùng.
có mặt ở trên con phố Kim Mã và bây giờ đoàn người vẫn ở anh ạ. Phía bên này không khí đang rất ảnh hưởng, không có dấu hiệu gì của đi báo cả.
hai bóng hồng này nữa đây. Không khí ngoài đường bây giờ đang rất nóng, chỉ có mưa khói xe. Đây quay em nữa anh ạ. Không quay em nữa. Tuyệt vời nhất của ngày Việt Nam giành chiến thắng hôm nay. Lúc này tất cả mọi con đường của chúng ta đã rợp bóng cờ hoa rồi ạ. Khuôn mặt ai thì cũng hớn hở, tươi vui như là vừa ăn cả tỷ bạc thế. Nhưng không, đây không phải là bất cứ một cái niềm vui nào liên quan đến tiền bạc cả. Đó chỉ đơn thuần là niềm vui bóng đá, đó chỉ đơn thuần là tình yêu bóng đá của các cầu thủ viên nước nhà. Lại một bóng hồng có cặp lồng. Ngày nay cũng hiểu là ngày gì mà các bóng hồng rất cao, rất nhiều cặp lồng đi ra ngoài. Đây. Lúc này tôi đã đến khu vực Kim Mã Lotte. Mọi người ơi, đừng đi ngủ, hãy thức cùng tôi. Hãy nán lại để cùng chúng tôi chung vui cái không khí này. Các bạn đừng quên share, like và chia sẻ cho Soccer nhá. Thả tim cho tôi đi nào. Tôi muốn thấy trái tim của tất cả các bạn không đi bão, các bạn đang ở nhà. Các bạn ơi, thả tim cho Soccer đi nào. Không ai comment nữa à, tôi không đọc được comment của các bạn. Tôi muốn thấy các bạn comment đi ạ. Ngoài thả tim ra thì các bạn có thể comment cùng với tôi được không ạ? Hay quá, rất đông người anh em thả tim rồi. Bây giờ trên phố chắc chắn là đang đốt pháo sáng rồi. Tôi sẽ đi lên khu vực trên phố. Trời ơi, tôi đang chứng kiến cảnh tượng gì bây giờ?
trình của mình các bạn ạ. Vâng, tôi đang quan sát được mấy bóng hồng rồi và tôi sẽ ra hỏi một vài bóng hồng ở đây ạ. Xin chào các cô, các chị có vui không ạ? Vui lắm không ạ? Đây là một bóng hồng. Mọi người có thể comment thật nhiều được không ạ?
trò chuyện với nhau đi. Và đừng quên rời mắt khỏi cái video này của tôi. Đông các cô gái xinh đẹp, nhưng mà các bóng hồng như tôi nói đều có cặp lồng rồi, thế mới chết lở chứ. Thân thiện. Tôi còn phát hiện ra một bóng hồng núp lùm trong ô tô và không hề liên quan đến đường ngày hôm nay. Các bạn nữ bình thường khi mà có ai nhìn các bạn ấy thì bình thường các bạn không nở nụ cười như này đâu, nhưng rất may ngày hôm nay ngày Việt Nam chiến thắng thì tôi đi ra đường, khi mà đưa máy quay hút của cô gái gái nào tự nhận được đáp lại bằng một nụ cười, có thể là ngượng ngùng, có thể là rất là vui vẻ mãn nguyện hạnh phúc, có thể là đang rất là dâm dỉ đấy, ai cũng vẫy cờ phát anh ơi mà. Gần xóm luôn. Hàng xóm nhà Quế Hồng Hải à? Vâng. Tuyệt vời, xin chúc mừng em ở Quế Hồng Hải, quê em xuất sắc. Vâng. Quế Hồng Hải căng ấy. Vâng, vâng, vâng. Sao ông người em toàn mùi rượu, em vừa đi uống rượu về à? Vâng, em vừa đi uống rượu về. Vui không? Vui quá anh ơi. Ai vui nhỉ? Việt Nam quá xuất sắc. Đây là cái gì này? Vâng mọi người ơi, quả thật là ở ngoài đường bây giờ đang có rất là nhiều những cái trạng thái cảm xúc. Nhưng tất cả tôi đều nhìn thấy có một sự hân hoan ở trong đó.
dù là người đứng trên vỉa hè hay là những người đi xe máy ở đường, từ người lớn đến trẻ con, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, tất cả đều có chung một cái niềm hân hoan. Và các bạn đừng quên chia sẻ cái video này cho Sa Cơ, và đừng quên follow tôi tại Sa Cơ Bỉm Sữa nha. Sa Cơ Bỉm Sữa. Em biết BeepVN không? Dạ. Em có biết BeepVN không? Em có xem một lần. À, đây là lần thứ hai em được xem BeepVN nha. À. Sóng của BeepVN trước 3.700 người xem, và bây giờ tôi và bạn đang có trong trận đấu. Dừng lại. Hai em có xem đá bóng không? Có. Ngày hôm nay bọn em thấy thế nào? Việt Nam rất là tuyệt vời. Beautiful. Đấy, bắt tay bắt tiếp đi. Rồi. Đi tiếp. Rồi. Cảm giác được sờ vào tay mấy cô gái thế nào cũng ảnh hưởng ấy chứ, đúng không? Niềm vui hân hoan mà. Dạ, rất là tuyệt vời anh ơi. Lâng lâng. Đi nhanh lên, bắt kịp đoàn đi. Quả là một cái sự hân hoan khó cưỡng trong tâm trạng của mỗi con người. Ai cũng vui vẻ. Cái niềm hoan hỉ này có tiền tỷ cũng không mang lại được các bạn ạ. Nó chỉ có thể là niềm vui của chiến thắng, niềm vui của tự hào dân tộc. Cảm xúc của rất là khó tả. Mọi người dân đều đổ ra phố rồi. Bây giờ tôi đang có mặt trên con phố Nguyễn Thái Học. Trời ơi, con phố Nguyễn Học chật cứng rồi. Chuẩn bị tôi phải tạm biệt chàng trai đến từ Đô Lương Nghệ An, vì có quãng đường Diễn Châu Nghệ An, vì quãng đường phía trước đã tắc lắm rồi. Vâng, xin tạm biệt em, chàng trai cùng quê với Quế Ngọc Hải. Chào anh nhá. Và tôi lại tiếp tục tăng tuổi. Các bạn ơi, chia sẻ video này cho tôi nào, tôi mệt lắm rồi. Nếu bạn không chia sẻ rồi hết hơi đấy. Rất nhiều bóng hồng. Không có chồng thì cũng sở hữu một cái cặp lồng. Chả bóng hồng nào lẻ loi cả. Rất là đông, nó cổ động viên quá.
người bây giờ mỗi lúc một đông rồi. Việt Nam vô địch. Đừng quên chia sẻ, tôi đang có mặt tại con phố Nguyễn Thái Học. Lúc này dòng người mỗi lúc một đông đổ lên trên phố. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đối với tất cả người dân Việt Nam.
quên comment với tôi nhá, mọi người lại bỏ tôi đi hết rồi. Chia sẻ video này để đông người vào xem với chúng tôi đi nào. Rất là đông cái bóng hồng. Quay hơi thuốc nào. Rất dễ dàng để xin một điếu thuốc. Làm bài hơi. Trò chơi bài. We'll be right back.
ở ngoài đường thì mới cảm nhận được. Đây là một bóng hồng nữa sao? Tôi đang đồng hành cùng các bạn trong màn ăn mừng chiến thắng của cầu thủ Việt Nam. Các bạn đừng quên like, share và comment trong cái video này cùng với tôi. Để tôi có thể mang đến cho bạn những cái giây phút đầy cảm xúc của cổ động viên nước nhà. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.
tuyệt vời và tràn đầy cảm xúc. Tôi chuẩn bị đến ngã năm cửa Nam. Không phải lúc nào, năm nào, tháng nào chúng ta cũng có những cái moment như này. Cửa Nam bây giờ các bạn có thể tưởng tượng được không?
Vâng, và bây giờ tôi lại ngồi trên một chiếc xe Bít 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 đúng không? Để đến với bít, các cung đường tiếp theo. Anh em lên bít luôn rồi. Và ngày hôm nay tôi gặp rất là đông đảo các member của Bít VN ở khắp bốn phương. Họ cũng hòa chung ra đường, khi mà nhìn ra tôi thì họ đều nhận ngay ra là Bít VN. Hôn lộ xem rồi, hôn lộ xem rồi. Quả là một cái niềm hân hoan tuyệt độ. Tôi đang hòa cùng dòng người để đi ra khu vực Tràng Tiền. Wow wow wow. Không khí thật sự là rất là ảnh ương. Chỉ có những khi mà Việt Nam giành chiến thắng thì tôi mới lại được chứng kiến cái không khí này. Tôi là một người bị nghiện cái không khí này. Bởi vì là trong cái cuộc sống hối hả ấy, rất ít khi chúng ta ai cũng hân hoan mò ra đường, nhìn nhau cười thích lắm như này. Là một cái cảm giác mà chỉ có niềm vui bóng đá mới mang lại cho chúng ta những cái cảm giác như này. Vì thế những người bạn bè ở nhà, những người đang ngồi trước điện thoại, máy tính để xem những cái thước phim trực tiếp của tôi ở trên những cái con đường Hà Nội trong cái ngày Việt Nam mừng chiến thắng như này, các bạn hãy có thể dành cho tôi một trái tim hoặc một cái ha ha được không ạ? Đừng quên thả cho tôi những trái tim và những chiếc ha ha. Ngày hôm nay chúng ta nên chỉ dành cho nhau những trái tim và những cái ha ha thôi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tấm thịnh tình của các bạn. Tôi lại muốn tiếp tục. Bây giờ tôi đang trên con đường Hai Bà Trưng. Wow, cuối cùng thì từ Mai Dịch, từ Mỹ Đình tôi vừa chân ra và đến bây giờ tôi cũng đã lên được con phố chính, con phố Hai Bà Trưng sầm uất. Và lúc này ở con phố Hai Bà Trưng thì đã rất là đông. Cái mô hâm phạm, những mô hâm phạm của đội tuyển Việt Nam đang rong ruổi trên những con đường.
vâng. Nhanh lên, đi bộ nhanh lên. Lúc này thì tôi đang có mặt tại con phố Hai Bà Trưng rồi. Chàng Tiền đang ở ngay trước mặt tôi rồi. Kia là bà Triệu và dòng người thì lại chật cứng rồi. Yeah.
lúc này đang ở đoạn Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo. Có điều gì đó rất vui vẻ xảy ra ở đây, phải lại đốt pháo sáng rồi. Và cuối cùng thì tôi cũng gần về tới nhà rồi, từ Mai Dịch đi lên Trần Hưng Đạo. Hân hoan háo hức hiện rõ lên từng trên từng khuôn mặt. Có lẽ là đã đến lúc
sắp phải tạm biệt các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại trận chung kết. Tôi sẽ lại cùng đồng hành với tất cả các bạn. Bây giờ trước khi tạm biệt, hãy dành cho tôi những cái ha ha thật nhiều đi ạ. Chào và cảm ơn các bạn đã dõi theo tôi ăn mừng cái khoảng cách chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Các bạn đừng quên chia sẻ video này đến tất cả những người bạn bè anh em của bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.